Xin chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô và các bạn chúng ta cái cách chúng ta thực hiện cái thao tác trộn thư với cái mục đích là chúng ta in hàng loạt cái thư mời hoặc là chúng ta dùng để là in giấy khen rất là thuận lợi. Chúng ta có thể lập chỉ danh sách học sinh hoặc là cái danh sách đối tượng để mà tạo cái thư mời, sau đó chúng ta thực hiện thao tác trộn thư. Việc này giúp ích cho chúng ta rất nhiều, thay vì chúng ta cứ tưởng tượng là mỗi cái giấy mời là chúng ta, một là chúng ta in cái mẫu trống trống ra để chúng ta ghi tay điền thì rất lâu, hoặc là chúng ta đánh tên từng học sinh vào từng cái thư mời thì cũng rất là lâu. Chỉ cần cái thao tác trên trộn thư này thì chúng ta có thể là in ra hàng loạt các cái giấy mời hoặc là các cái giấy khen vân vân. Vừa rất đơn giản, đầu tiên thì cái bước đầu tiên là chúng ta muốn gửi thư mời hoặc là in giấy khen thì chúng ta phải có cái danh sách học sinh khen thưởng hoặc là cái danh sách học sinh chúng ta còn mời. Ví dụ như đây chúng ta có một cái danh sách học sinh của lớp. Các thầy cô lưu ý là ở đây khi chúng ta tạo cái danh sách là không có cái dòng tiêu đề ở phía trên. Cái dòng ở phía trên không có cái dòng tiêu đề mà chỉ có cái bảng danh sách thôi. Ở dưới ký tá rồi gì thì chúng ta muốn như thế nào cũng được. Các cái cột thì tùy vào cái danh sách có sẵn hoặc là chúng ta tự thiết kế. Đó là về cái danh sách. Rồi, chúng ta sẽ đi bây giờ sẽ hướng dẫn nhanh về cái đánh cái thư mời để mà tổ chức mời họp lớp, họp phụ huynh học sinh. Đơn giản như vậy thì dựa vào cái cách làm này thì các thầy cô có thể là vận dụng để in giấy khen này, in thư mời nội dung khác này, hoặc là in các cái phiếu vân vân. Đó là tùy vào mỗi nội dung của chúng ta. Và cái trên mỗi cái phiên bản Word thì nó khác nhau. Tuy nhiên Word 2010, 2013, 2016 thì nó cũng tương đối giống nhau. Ở đây mình sẽ giới thiệu là với cái phiên bản Word 2016. Đầu tiên chúng ta mở một cái trang Word lên và chúng ta thiết kế thư mời. Hoặc là cái thư mời này chúng ta có thể là thiết kế sẵn rồi chúng ta mở lên cũng được. Đây mình sẽ đánh nhanh một đại khái thôi. Này, đây mình cần chỉnh lại cho nó đẹp. Đây là mình soạn đại khái thôi. Khi nào mà chúng ta làm chính thức thì chúng ta chú ý câu từ, rồi văn phong, rồi các cái công việc khác. Đây mình chỉ có làm các cái gì gọi là đại khái để hướng dẫn cái cách trộn thư thôi. Ví dụ như thế này: thư mời kính gửi phụ huynh em học sinh á, năm sinh của học sinh. Ví dụ như vậy để mình tạo cái trộn thư thôi, cho mấy cái số liệu này không cần thiết. Địa chỉ ví vậy đúng là 14 giờ ngày 1 tháng 11 đến tại phòng học để họp phụ huynh giữa năm học, đọc năm học. Ví dụ như vậy đây: rất mong quý phụ huynh sắp xếp tham gia đọc đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm ký tên. Như vậy bây giờ lớp mình là 40 em học sinh mà mình điền từng em một thì từng địa chỉ một thì rất là lâu, hoặc là năm sinh của từng em rất lâu. Chúng ta dùng trộn thư cái chức năng này trên Word để mà thực hiện cho nó nhanh. Đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ thực hiện này. Đây, cái thư mời nó tương đối là, đây là mình soạn đơn giản tương đối thôi, còn ta thiết kế thì các cái mẫu thư mời nó rất có sẵn rất nhiều đẹp, chèn hình chèn ảnh vào. Đây mình soạn đại khái như vậy. Rồi mình vào bước đầu tiên, mình vào mail link. Rồi chúng ta vào star mail mẹ. Rồi chúng ta click vào cái dòng dưới cùng, step by step mail mẹ. Đây, wizard. Đây chúng ta click hàng cuối cùng. Rồi chúng ta nhìn bên đây nó sẽ xuất hiện một cái bảng mà đầu tiên chúng nó đã chọn sẵn là letter. Ở đây là ở là dạng thư này. Chúng ta thống nhất rồi thì chúng ta bấm next. Như vậy ở đây có tích này và chúng ta bấm next ta. Đây. Rồi nó sẽ hiện ra tiếp một cái bảng tương tự như vậy nữa. Và ở đây là chúng ta lưu ý là người ta đã tích sẵn là use. Đây
dùng như một cái ở cái định dạng sẵn, là chúng ta giữ im như vậy, chúng ta bấm nét select. Rồi ở dòng thứ ba thì nó cũng thực hiện tương tự, nhưng ở đây có nút brown, nút brown là chúng ta có thể là ép cái biểu bảng vào, hoặc là chúng ta bấm nét luôn để ép cũng được. Chúng ta bấm nét, rồi sau đó chúng ta chọn cái bảng danh sách. Cái bước này chúng ta lưu ý là ở cái bước 3 này, chúng ta chọn cái bảng danh sách vào. Hồi nãy chúng ta lưu ở đâu thì chúng ta chọn cái danh sách đó. Đây, ví dụ danh sách lớp này. Rồi upper. Rồi lúc này thì nó hiện ra cái danh sách của chúng ta. Đây, họ số thứ tự này, họ tên này, giới tính này, ngày tháng năm sinh này, vân vân. À, chúng ta cần chọn cái cột nào thì tí nữa chúng ta chọn sau. Ở đây có thể là xếp xếp ABC này, lọc luôn, hoặc rất nhiều. Chúng ta cứ giữ im như thế này, chúng ta click vào OK. Rồi, đây là xong bước thứ ba. Bước tiếp theo chúng ta tiếp tục bấm Next. Rồi, lúc này bắt đầu chúng ta ép là để ép vào. Đầu tiên là chữ kính gửi phụ huynh em, thì chúng ta là chọn vào chỗ đây, mother này, victim này. Rồi chúng ta click vào cột họ và tên phụ huynh em này, thì chúng ta click vào cột họ và tên, click insert, rồi cloud. À, như vậy là xong. Tiếp theo là năm sinh, gột sinh hoặc là số liệu gì đó. Rồi chúng ta cũng thực hiện tương tự vào more victim. Rồi chúng ta chọn là ngày tháng năm sinh, cái cột ngày tháng năm sinh đây, insert, rồi là cloud. Tiếp địa chỉ, địa chỉ ở đây chúng ta click vào cũng vậy, địa chỉ này chỗ ở hiện nay này, rồi insert. Rồi xong. Như vậy chúng ta cần cái thông tin gì khác, ví dụ như cái số thứ tự giấy mời vậy, cũng ví dụ như vậy, thì chúng ta click cái cột thứ tự, hoặc là cái dữ liệu gì khác chúng ta cần thì chúng ta cứ đánh vào đây rồi chúng ta insert vào là xong. Rồi cái bước này đã xong rồi thì chúng ta nhắm next preview, chúng ta đợi xem thử này. Đây hiện tên một em thôi, một em đây, nhận tên một em. Chúng ta thấy nó ổn rồi thì thôi, nếu chưa ổn thì chúng ta canh chỉnh. Đây bước chúng ta xin thử rồi canh chỉnh. Rồi nếu ổn rồi thì chúng ta tiếp tục bấm Next. Rồi ở bước này là trước khi sau khi bấm Next ở bước 5 rồi thì chúng ta vào để mà chọn cái số lượng học sinh này, chọn số lượng để chúng ta trộn nè, bằng cách bấm vào Edit nè. Rồi chúng ta chọn là tất cả, nghĩa là cả lớp mình, thì nó sẽ ra danh sách của cả lớp. Ví dụ đây cả lớp này, ok, đây là all, là cả lớp. Nếu chúng ta cái số lượng đông á thì chúng ta list vào bao nhiêu, từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì list xuống đây. À, bây giờ in hết cả lớp luôn, ok. Đó, như vậy nó sẽ ra cái bức thư cho chúng ta. Đó, rất là nhanh. Lúc này chúng ta chỉ việc in cái tờ này ra thôi. Và cái tờ này thì chúng ta không có định dạng in trang 1, trang 2, 3, 4 trang được. Chúng ta in cả một lượt. Chính vì vậy chúng ta muốn mà chúng ta in ví dụ như 5 trang thôi á, 5 thư mời thôi, thì chúng ta ở thực hiện ở cái bước bước cuối này. Đây là ở cái bước là edit này. Chọn cái số này, chúng ta in đánh chỗ đây là từ 1 đến 5. Ok, thì nó sẽ ra tên của 5 người thôi, 5 em thôi, 5 trang. Đó, 5 trang thôi. Cái việc này là ứng dụng là khi chúng ta đánh in giấy khen á, ví dụ in giấy khen của toàn trường có thể lên 300-400, thậm chí là 500 em, hoặc là nhiều hơn nữa. Thì máy in của chúng ta là nó chạy trong vòng khoảng 20 bảng là nó nóng. Để bảo vệ máy in thì chúng ta có thể là chọn là mỗi lần in là từ 1 đến 30 thôi, ví dụ như vậy, hoặc là tới 20 thôi, 20. Đó.
đó, thì nó ra 50 tờ giấy khen, 50 tờ giấy mời này, vân vân. Để chúng ta in, rồi chúng ta chọn tiếp từ 21 đến 40. Cứ như vậy thì chúng ta chọn và in rất là nhanh. Nếu máy chạy tốt thì chúng ta sọt ra một lần để nó chạy. Rất là đơn giản và tiện lợi. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.